Mình rất là thích sushi và những cái món ăn được trình bày đẹp mắt. Cho nên hôm nay mình đến Yên Sushi để enjoy những món ăn vừa ngon vừa đẹp. Đây là cái món da cá hồi. Và đây là một miếng sushi do đói bụng mình đã ăn trước. Còn có hai miếng để quay thôi nè. Đây là cái không gian ở phía dưới tầng 1. Cái mái che thì có nước chảy phía trên. Và có những cái lá vàng nó rơi xuống nhìn cũng lạ. Chọn món bằng iPad. Họ chụp hình rất là đẹp và có sẵn giá trên mỗi món luôn. Nhìn hấp dẫn ha mọi người ha. Khi mà ăn á, mình đâu có chỉ thưởng thức cái hương vị của cái món ăn mà còn là cái cách trình bày nữa. Đó, cái cách trình bày wasabi của họ rất là đẹp. Đây là cái bánh sinh nhật cá hồi. Và đây là cơm cuộn. Họ làm rất là chắc tay, đẹp mắt và cái miếng cá nó cũng nhiều nữa. Và họ phối với lại cái đĩa có một cái màu rất là hợp luôn ha mọi người ha. Và đây là cái mình gọi một cái chai rượu. Và đây là một cái món khác. Họ trình bày phải nói là rất là tỉ mỉ và đẹp mắt, giống như là một cái tác phẩm luôn đó mọi người. Đây là cá thu. Cá thu hay cá đao gì đó mình quên rồi. Và cái miếng đó hình như là củ cải, củ cải đường á. Mọi người thấy đẹp chưa? Có măng tây, có rong biển, salad, cá hồi và củ cải trắng và một ít sốt nữa. Nếu thích những cái món ăn vừa ngon vừa đẹp thì mình cứ đến Yên Sushi thôi mọi người. Sushi thì Tiên đã ăn nhiều chỗ rất là ngon, nhưng mà ở Yên Sushi Tiên rất là hài lòng về cái cách trình bày. Khi mà cái món mà ăn mang ra là mình ăn bằng mắt trước, rồi sau đó mình mới thưởng thức cái hương vị. Đây là cái món tôm. Và đây là cái món salad. Họ làm rất là đẹp mắt. Có trái sung, có củ cải đường và có một ít trái lựu. Salad. Màu sắc rất là hài hòa và trình bày rất là đẹp mắt. Những cái hạt lựu rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó làm cho cái món ăn trở nên hấp dẫn hơn. À, có bơ nữa nè mọi người. Đây là cái ly nước trà đào hạt chia nè. Còn đây là trứng hấp, thịt cua và trứng cá chuồn. Đây, những cái món ăn vừa ngon mà lại vừa hấp dẫn nữa. Nhiều khi á, mình ăn cái món ăn đó vì nó đẹp á mọi người. Đây, mình đã gọi lại cái đĩa này cho mấy em bé nhà ăn. Sushi, trứng cá hồi và sushi cá hồi. Và đây là cái món gà nướng sốt teriyaki gì đó. Mọi người thấy không? Tất cả các món ăn đều được trình bày rất là đẹp mắt và mỹ thuật luôn. Màu sắc rất là hài hòa. Về cái cách
trình bày cái bố cục của cái món ăn với cái rau cải á. Phải nói là những cái người đầu bếp này đúng là một nghệ sĩ ở trong bếp đó, chứ không chỉ là một cái người nấu ăn không thôi đâu. Và đây là món mochi, món kem mochi. Chỗ này rất là ngon đó mọi người. Đó, họ chẻ làm bốn và để một cái hoa ở giữa. Khi mình thưởng thức cái món ăn này, mình rất là hài lòng. Và cái quán này mình cũng cực kỳ là thích, vừa ngon, giá cả thì Tiên thấy cũng phải chăng chứ cũng không mắc lắm. Đây là một món kem đậu đỏ nữa nè. Đây, tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại lần sau nha.